Thưa quý vị, tại quận Ngũ Hành Sơn, công tác sơ tán người dân tại các khu vực nguy cơ cao đến các nơi trú ẩn an toàn đã được địa phương khẩn trương triển khai trong sáng nay. Tại khu vực nhà liền kề Đông Trà và Tân Trà, trong sáng nay, các lực lượng chức năng đã đến từng nhà, vận động người dân nhanh chóng thu dọn nhà cửa để di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Hai địa điểm được chọn làm nơi tránh bão của người dân đợt này là trường tiểu học Lê Văn Hiến và trường mầm non Tân Trà. Rút kinh nghiệm từ những đợt bão trước, người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cũng nghiêm chỉnh chấp hành tuyên truyền của chính quyền địa phương. Nhiều hộ dân tranh thủ dọn dẹp, bảo quản đồ đạc, vật dụng có giá trị trước khi rời đi. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải, địa phương đã lên phương án sơ tán 174 hộ với 382 khẩu trong đợt này. Công tác di dân được tiến hành khẩn trương, đảm bảo an toàn. Lực lượng công an, dân phòng, đoàn thanh niên đã đến tận các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là các gia đình neo đơn, người già, trẻ nhỏ, khuyết tật để hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Để ứng phó với bão số 13, hiện nay trên địa bàn phường là có cái khu vực ảnh hưởng nặng do bão, rồi tổ chức sơ tán cho nhân dân về những nơi an toàn. Đối với những trường hợp mà chây lì không chấp hành thì sẽ tổ chức các biện pháp cưỡng chế để và đi đến những nơi an toàn. Theo thống kê, ứng phó với bão số 13, quận Ngũ Hành Sơn đã lên phương án sơ tán 586 hộ với gần 2.500 khẩu ở các khu vực nguy hiểm, trong đó ưu tiên phương án 4 tại chỗ. Công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm cho người dân tại các điểm tránh bão được đảm bảo. Bão 13 đến nghe nói rất là nguy hiểm, cho nên là phường và tổ trưởng cũng như các anh em huy động người dân để đến trường để trú bão cho an toàn. Nói chung là người dân chúng tôi cũng chấp hành 100% để đi tránh bão cho an toàn. Công tác di dời dân đến nơi an toàn được hoàn thành trước 11 giờ trưa nay. Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền người dân không chủ quan trước bão, tuân thủ nghiêm các quy định của thành phố về phòng chống bão.